Nếu các bạn đang bị nám, sau đó các bạn điều trị laser và da bị mất sắc tố, loang lổ, thì video này sẽ dành cho các bạn. Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Nguyên. Mình là Nguyên, bác sĩ da liễu. Và video ngày hôm nay thì bác sĩ Nguyên sẽ nói về vấn đề đó là bị mất sắc tố sau khi laser. Nhưng mà trước khi đi đến với chủ đề chính thì bác sĩ Nguyên rất là hy vọng mọi người có thể dừng lại một chút, nhấn vào nút đăng ký kênh để hàng ngày chúng ta sẽ được gặp nhau nhiều hơn. Và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút quả chuông để khi mình ra video thì các bạn sẽ là những người nhận được đầu tiên. Có rất là nhiều bạn nghĩ rằng khi mà mình bị nám thì mình nhất định phải đi bắn laser. Nhưng mà sau khi đi bắn laser về, có thể là da của các bạn không có mờ nám đi, tình trạng nám không thuyên giảm, ngược lại còn khiến cho da của các bạn loang lổ, không đều màu, chỗ thì trắng, chỗ thì đen. Và tình trạng này nó còn kinh khủng tồi tệ hơn cả là tình trạng nám má. Nhưng mà rất nhiều bạn đang gặp phải bởi vì chúng ta lựa chọn tin tưởng vào những spa, những cái cơ sở thẩm mỹ không có uy tín, hoặc là chúng ta đã trao cái niềm tin của mình không có đúng nơi thì dẫn đến việc là chúng ta làm tổn thương làn da của mình. Nên trong video này thì bác sĩ Nguyên sẽ hướng dẫn cho mọi người một phần nào đó chúng ta có thể tự chăm sóc làn da bị mất sắc tố của mình ở nhà để làm cho da mình điều màu hơn, tự tin hơn và hơn hết là da của mình nó sẽ khỏe hơn. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về tình trạng mất sắc tố là gì. Thì mất sắc tố là một cái tình trạng da khi mà da của mình nó bị mất đi một cái phần sắc tố, có thể là mắc phải nhưng cũng có thể là bẩm sinh. Đặc biệt trong video này thì mình sẽ nói về phần mất sắc tố mắc phải do laser. Và mất sắc tố được định nghĩa đó là một cái tình trạng mất sắc tố ở trên bề mặt da liên quan mật thiết đến một tế bào, đó là tế bào melanocyte. Có thể là cái tế bào melanocyte này nó bị tổn thương hoặc là nó bị chết đi, dẫn đến là nó không thể tạo ra những cái melanin tạo nên màu sắc của da. Và cái tế bào melanocyte này thì nó sẽ có nhiệm vụ là tiết ra những cái sắc tố ở trên da gọi là melanin. Và những cái sắc tố này ngoài việc để tạo nên màu sắc của da thì nó còn bảo vệ làn da chống lại tia UV. Tuy là khi mà chúng ta có cái lượng melanin cao thì da của chúng ta sẽ đen hơn, có thể là gặp tình trạng nám má, làm cho các bạn rất là buồn. Tuy nhiên nếu chúng ta dùng một cái phương pháp nào đó để làm tổn thương làn da, tức là làm chết hoặc là làm tổn thương cái con tế bào melanocyte này, thì đều gây nên tình trạng là da của mình bị giảm sắc tố hoặc là mất vĩnh viễn. Và một khi da đã mất hoặc giảm sắc tố thì đa phần là chúng ta rất là khó điều trị, thậm chí là các bạn sẽ không thể nào điều trị được khỏi 100%. Và thời gian gần đây thì như mình đã đề cập ở phần đầu video, đó là mất sắc tố do sử dụng laser. Và trong video này thì mình sẽ đặc biệt nói về phần laser kỹ hơn. Còn về phần bệnh lý, nếu các bạn đang gặp vấn đề về bệnh như là bạch biến, lang men thì các bạn nên đến bệnh viện để chúng ta có thể thăm khám, tư vấn và nhận lời khuyên từ bác sĩ. Rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến việc là các bạn bắn laser mà làm cho da của các bạn bị mất sắc tố. Bác sĩ Nguyên sẽ liệt kê ra 3 cái trường hợp hay gặp nhất làm các bạn là bị tăng sắc tố sau khi bắn laser. Trường hợp đầu tiên đó là do các bạn sử dụng sai loại laser. Nhiều bạn nghĩ rằng đi bắn laser thì dùng một cái máy laser để bắn thôi. Nhưng mà thực tế laser nó sẽ có rất rất là nhiều loại và mỗi loại thì nó điều trị một cái vấn đề khác nhau, một cái dạng tổn thương khác nhau. Và nếu mà bác sĩ hoặc là những cái kỹ thuật viên lựa chọn những cái laser không phù hợp với tình trạng của các bạn thì vẫn có thể làm da của các bạn bị tổn thương và bị mất sắc tố. Trường hợp thứ hai đó là sử dụng mức năng lượng quá mạnh làm chết cái con melanocyte hoặc là bị thương con melanocyte. Có một số cái cơ sở spa thẩm mỹ người ta không có được cái kiến thức chuyên sâu và người ta sử dụng cái mức năng lượng để bắn laser lên da của bệnh nhân của mình với một cái mức năng lượng cao. Người ta hy vọng rằng là với mức năng lượng cao như vậy thì tình trạng nám sẽ nhanh đỡ, nhưng mà vô hình chung thì lại làm tổn thương cái con tế bào melanocyte và sau đó thì cũng sẽ gây mất sắc tố. Trường hợp thứ ba đó là sử dụng laser liên tục với tần suất dày đặc. Đây là một cái tình trạng mà mình thấy rất là thường xuyên gặp. Có rất là nhiều nơi bán những cái liệu trình laser, ví dụ như là 20 lần, 30 lần, thậm chí là 100 lần. Và người ta cứ bắn laser trên khách hàng bệnh nhân từ ngày này sang ngày khác. Có khi là cách 2-3 ngày người ta bắn một lần, hoặc là một tuần bắn một lần. Thì như vậy nó sẽ không đúng phác đồ điều trị của laser. Thông thường một trường hợp laser để mà bắn cho da của mình có thời gian để chúng ta tái tạo, phục hồi cũng như là để thời gian cho những cái sắc tố nó được đào thải ra thì khoảng 1 tháng, nhanh nhất thì cũng là 2 tuần. Nếu mà một cái cơ sở nào đó tư vấn cho các bạn bắn laser liên tục hàng ngày hoặc là hàng tuần thì các bạn cũng nên cân nhắc trước khi là chúng ta có ý định đi bắn laser ở những cái địa điểm đó nha.
Và như bác sĩ Nguyên vừa nêu ra thì bắn laser không phải là càng nhiều càng tốt, không phải là mức năng lượng cao thì là tốt, mà chúng ta cần phải lựa chọn một loại laser phù hợp với tình trạng da, lựa chọn một mức năng lượng phù hợp và lựa chọn một cái tần suất phù hợp. Vì vậy mà bạn nào bị nám mà đang có ý định là điều trị bằng laser thì tốt nhất là chúng ta nên đến một cái cơ sở spa hoặc là một cái thẩm mỹ viện uy tín, một cái bệnh viện uy tín để chúng ta được tư vấn và có thể sử dụng một cái liệu trình phù hợp với làn da của các bạn nha. Vậy thì khi mà da của các bạn bị mất sắc tố rồi, bị loang lổ như vậy rồi, chỗ trắng, chỗ đen thì chúng ta phải làm cách nào để chúng ta có thể hồi phục được lại làn da? Thì thực tế việc hồi phục một làn da bị mất sắc tố gần như là không thể, nó cực kỳ khó khăn, và nếu mà nó có phục hồi thì cũng chính là tự bản thân của chúng ta sẽ tự phục hồi, chứ hiện tại vẫn chưa có một cái loại thuốc nào hoặc là một cái phương pháp nào được chứng minh là nó sẽ làm phục hồi lại cái tình trạng mất sắc tố. Tuy nhiên các bạn sẽ có những cái lời khuyên và có những cái bước để giúp cho cái quá trình phục hồi này tốt hơn. Ba nguyên tắc quan trọng nhất để phục hồi lực làn da bị mất sắc tố thì nguyên tắc đầu tiên đó là các bạn hãy dừng ngay cái phương pháp đó là bắn laser. Không biết là cái phương pháp bắn laser đó như thế nào, nhưng mà khi da đã bị mất sắc tố thì tốt nhất là các bạn sẽ không bắn laser nữa, để tránh làm nặng thêm cái tình trạng bị mất sắc tố, làm tổn thương làn da của mình càng lúc càng nhiều hơn. Mình biết rằng có một số cái cơ sở người ta sẽ thuyết phục các bạn là cứ bắn đi, thời gian đầu nó như vậy thôi, nhưng mà thời gian sau nó sẽ đều màu dần, thì điều đó là không có nha các bạn. Nguyên tắc số 2 đó là các bạn bảo vệ làn da. Như mình đã đề cập ở phần đầu video, đó là khi mà da bị mất sắc tố thì da mình đang bị tổn thương, thì quan trọng nhất là các bạn phải bảo vệ làn da của mình. Bảo vệ ở đây bao gồm rất là nhiều yếu tố. Đầu tiên đó là chúng ta bảo vệ da trước ánh sáng mặt trời bằng việc bôi kem chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo khẩu trang. Cộng thêm đó là các bạn sẽ không có để cho da của mình được bị tác động bởi những cái yếu tố từ bên ngoài. Ngoài ra thì các bạn có thể dùng thêm các chất chống oxy hóa để giúp cho da mình nó khỏe mạnh hơn. Những cái chất chống oxy hóa chính là những cái chất mà có khả năng trung hòa những cái gốc tự do. Gốc tự do là những cái tác nhân gây hại cho làn da, thì những cái sản phẩm này nó sẽ làm trung hòa lại và giúp cho da của các bạn khỏe mạnh hơn, giảm được cái tình trạng tổn thương. Thì những cái chất chống oxy hóa các bạn có thể dùng mà rất là thông dụng trong mỹ phẩm, như là vitamin C, vitamin E. Và nguyên tắc cuối cùng để điều trị được tình trạng rối loạn sắc tố đó là các bạn phải phục hồi làn da. Thì da của mình đang tổn thương, đang yếu thì các bạn tốt nhất là chúng ta phải phục hồi làn da, chứ không nên sử dụng những cái sản phẩm làm trắng da hoặc là những cái sản phẩm điều trị quá mạnh. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ tiếp tục tấp vào da của mình những cái sản phẩm mà nó quá mạnh, nó quá gây kích ứng cho da, nó có ức chế melanocyte nữa, thì nó sẽ làm cho cái tình trạng bị mất sắc tố của các bạn tổn thương ngày càng nặng nề hơn. Vậy thì phục hồi ở đây các bạn sẽ làm gì? Đó là chúng ta hãy sử dụng những cái sản phẩm serum này, mặt nạ này, kem dưỡng ẩm mà có tính chất cấp ẩm và phục hồi cho làn da, làm cho da mình nó khỏe mạnh, cả hàng rào bảo vệ da, thì cái tế bào melanocyte của mình mới có cái hy vọng là nó sẽ phục hồi trở lại. Và những cái chất mà có khả năng phục hồi làn da như là vitamin B5, peptide, ceramide, rau má, đó là những cái chất mà thông dụng. Tất nhiên là chúng ta không thể dùng những cái chất này để làm cho da của mình nó đều màu, tuy nhiên nó sẽ làm cho da mình khỏe hơn, các bạn sẽ cảm giác như là da mình nó sẽ có cái sức chịu đựng tốt hơn. Một số bạn khi mà nghe da mình bị mất sắc tố các bạn rất là hoang mang, và các bạn tin vào những cái lời quảng cáo chẳng hạn như là uống collagen hoặc là xắt những cái kem làm đều màu da, thì thật ra những cái sản phẩm này nó sẽ không có tác dụng, cũng không có hiệu quả nha các bạn. Những cái sản phẩm như là collagen uống này, những cái viên chống oxy hóa thì nó chỉ hỗ trợ cho da mình khỏe hơn, nhưng mà nó sẽ không có tác dụng là làm da mình được tăng sắc tố và nó phục hồi cái con melanocyte trở lại. Ngoài ra thì nếu mà các bạn có điều kiện hãy đến những cái cơ sở thẩm mỹ, bệnh viện uy tín để các bạn có thể được tư vấn. Cộng thêm đó là các bạn sẽ được làm những cái biện pháp công nghệ cao, thì một số biện pháp giúp kích thích tế bào melanocyte có thể khỏe mạnh hơn, cũng như là làm cái lớp màng đáy là nơi chứa cái con tế bào melanocyte nó được phục hồi trở lại, như là dùng huyết tương dầu tiểu cầu hoặc là chiếu tia UV thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn một phần nào đó. Và nếu các bạn thấy video này của bác sĩ Nguyên hữu ích thì các bạn nhớ like cho video, nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ bác sĩ Nguyên và xem thêm nhiều video của bác sĩ Nguyên ở bên tay trái và bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại.